Gọi em là KFC vì vị của em ngon trên từng ngón tay. Hôm nay sao nhiều khoai tây vậy? Được chơi sao Thiện? Lần này chúng ta sẽ chơi đoán khoai tây. Ở đây có tất cả 9 cái. Thì bây giờ anh phải đoán đúng được 5, 9, 9 cái anh sẽ qua vòng. Nhưng mà nếu thua anh hình phạt sẽ khác nữa. Lần này anh sẽ phải đứng ở 10 địa điểm và la lên là tôi là củ khoai tây. Ok, let's go. Ok, thì như mọi người đã thấy là trước mặt mình đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 dĩa khoai tây chiên. Và ở đây trước mặt mình có hãng đầu tiên là Jollibee, hãng thứ hai là Lotteria, hãng thứ ba là Papa Chicken, hãng thứ thứ tư là Texas Chicken, hãng thứ năm là Popeyes, KFC, Five Star, 5 sao luôn, McDonald's và Don Chicken. Thì cái vấn đề ở đây là mình đã ăn McDonald's, mình là một tín đồ McDonald's, tại đây không phải là quảng cáo nha, nhưng mà mình rất thích ăn McDonald's tại nó ngon á, cho nên là mình ăn khoai tây McDonald's rất là nhiều, nên mình tự tin là mình có thể đoán được khoai tây của McDonald's. Còn những cái hãng đồ nhanh còn lại thì mình không ăn nhiều, cho nên là mình sẽ không biết là mình có thể đoán được hay không, nhưng mà nói chung là để thử nha. Ok, dĩa đầu tiên sẽ là dĩa bên này. Thì theo cái visual thì mọi người có thể thấy là nó có mấy cái tao không biết là hành hay là cái gì, nói chung là tao không biết là cái gì hết, nhưng mà nhìn nó có vẻ là soi là những cái khác thì không có, cái này cũng đẹp nè. Nói chung là cái này là nhìn nó có vẻ nó fancy á. Thì cái này không phải McDonald's, tại vì McDonald's nó không giống vậy. Nhưng mà để mình thử. Cái vị này nó kỳ lắm, không biết là nó không giải thích như thế nào á. Nhưng mà mình biết chắc đây không phải McDonald's rồi. Mình đoán là cái này là McDonald's nè. Mình đảm bảo mọi người luôn, cái này là McDonald's. Đảm bảo luôn. Nhưng mà để mình ăn thử thôi. Nè, thử McDonald's nó có mấy miếng như vậy. Để coi nha. Đúng rồi, nó đó. Nó, McDonald's, đây. We found it. We found McDonald's. We found it, guys. Nhưng mà chỉ có hai cái này mình không biết là nó từ đâu tới á. Tại vì cái này nhìn nó lạ quá, nó quá lạ luôn. Bây giờ mình không biết cái này là cái gì, cho nên mình sẽ phải sử dụng phương pháp loại trừ. Thì cái này, miếng khoai tây này rất là to, to hơn tất cả những cái mọi thứ trên bàn này luôn. Cho nên để mình đoán nha, hình như là mình đã thấy cái loại khoai tây này ở đâu rồi. Mình nghĩ cái này là, ủa khoan, ở đây đâu có Burger King đâu. Burger King khoai tây này mới to chứ. Cái này là cái gì ta? Từ. Mình đoán cái này Texas Chicken. Tại vì mình cũng có đi ăn với bạn đã từng ăn cái Texas rồi. Thì mình đoán nó là Texas Chicken, không biết phải không nha. Tại vì nó dày, nó to hơn, rất là khác so với những cái còn lại đây. Mình đoán nó là Texas Chicken. Thì tới cái này nè, cái này nhìn cũng lạ mà mọi người, nó siêu quần luôn. Nhưng mà cái này không phải là hành nha, không phải nó màu xanh nha, không phải là tiêu hay gì á. Ồ, cái này nó ướp gia vị ngon vậy. Rồi cuộc cũng không biết đó là cái nào luôn. Cho nhà để coi cái nào lại đối với mình không ta. Mình chưa ăn khoai tây của Jollibee bây giờ. Mình chỉ mới ăn cái mì spaghetti của nó thôi. Five Star mình chưa ăn bao giờ luôn. Lotteria mình ăn rồi, tất nhiên phải ăn rồi, đó là kỷ niệm hồi nhỏ. Mình sẽ đoán này là Five Star, tại vì mình thấy nó quá lạ và mình chưa thấy cái này bao giờ. Mà nói chung là nó lạ, mình đoán là lạ vậy thôi á. Còn cái này á, nhìn nó rất là basic, nó siêu basic luôn. Nên mình đoán cái này phải là KFC hoặc Lotteria hay gì đó. Cái này nó có một cái hậu vị rất là kỳ, cái hậu vị rất là quen thuộc, nó làm gợi lên một cái ký ức nào đó nhỏ trong đầu mình và hồi nhỏ mình đi ăn, cho nên mình sẽ đoán là Lotteria. Đảm bảo mọi người đây là Lotteria luôn. Còn cái này á, từ cái nào sao tiền hai cái này giống nhau vậy, cái nào cũng giống nhau vậy. Nani, đúng rồi, cái này mình sẽ đoán là KFC. Mình không biết tại sao mình sẽ đoán là KFC. Thì mình không còn loại trừ được nữa. Tại vì ba cái này nó y như nhau vậy á. Nó siêu basic luôn. Cái này là Jollibee à? Đúng không ta? Tại vì cái này cái vị nó lạ lắm, mình chưa ăn cái vị này bao giờ. Từ, mình sẽ ăn những cái còn lại xong rồi mình sẽ đưa đáp án cuối cùng cho mọi người. Cái này á, cái gia vị của nó giống như cái McDonald's á, nhưng mà cái consistency của nó khác. Mình sẽ đoán cái này là Papa Chicken. Tại vì thường một cái chỗ mà làm về chicken á, gà thì ít khi nào mà làm về khoai tây nó ngon lắm. Cho nên mình đoán đó là Papa Chicken. Còn cái này, cái này là Popeye nè. Và cuối cùng, cái này là
Don Chicken là đáp án cuối cùng của mình. Don Chicken, Texas Chicken, Five Star, Lotteria, KFC, Jollibee, Papa's Chicken, Popeyes và McDonald's. Đúng thiệt. Cái đầu tiên, đúng. Đúng, thấy không? Mình đoán đại á mọi người. Tại vì mình không biết nó là cái gì mà nó là đáp án cuối cùng rồi, nên mình bỏ vô. Ok, cái thứ hai. Cái thứ hai, đúng luôn. Đúng luôn hả? Đúng luôn. Đã hay vậy. Ok, cái thứ ba. Thứ ba, bắt đầu sai. Ê hey bro, nghe sợ bro, bắt đầu sai này, cái ba là gì? Cái thứ ba đó chính là Papa. Ok, rồi, Papa rồi, tới cái này. Tiếp theo, sai luôn. Cái gì? Jollibee. Jollibee? What? Tao ăn nó như lotte vậy á. Ok, còn cái này. Jollibee đây nè, còn cái này là gì? Cái tiếp theo, sai luôn. Cái gì? Lotte. McDonald's. You betray me, senpai. Oh no. McDonald's thì rất thất vọng về mình. Mà mình chỉ đoán được cái này là McDonald's. Tại mình ăn McDonald's rất là nhiều. I am so sorry, McDonald's. I am so sorry. Cái này. Cái đó là KFC. Bruh. KFC. Oh no. Rồi cái này. Cái này heo là sai luôn. Cái đó là Five Star. Là Five Star hả? Không phải Papa hả? Rồi cái này. Cái tiếp theo là Lotte. Lotte. Sai nữa. Và cái cuối cùng chắc chắn sai rồi. Papa. Mình có nghĩa là mình không thất vọng vì mình đoán sai, nhưng mà mình chỉ thất vọng là mình đoán sai McDonald's. Tại nó cái món mình đã đồ đối với mình nó giống như là một cái gì rất là thần thánh, tại ngày nào mình cũng ăn á, mà mình đoán sai đó là mình cảm thấy mình đã là McDonald's thất vọng. Là nếu như mà có một cái vương quốc McDonald's thì mình đang bị đuổi ra khỏi vương quốc đó đó. Damn, ok nha. Thì là mình đã đoán trúng được hai cái khoai tây trong 9 cái. Dù gì thì mình cũng thua, cho nên là bây giờ mình sẽ đi thực hiện hình phạt và sẽ tới 10 địa điểm đã được chọn sẵn trước và la lên tôi là củ khoai tây. Tôi là củ khoai tây nguồn gốc. Ok các bạn, thì mình đang ở địa điểm đầu tiên. Một hồi nữa là các bạn sẽ thấy 9 địa điểm còn lại. Thì đây là cầu móng, hơi vắng, nhưng mà tôi là củ khoai tây. Tôi là củ khoai tây nguồn gốc. Tôi là củ khoai tây. Tôi là củ khoai tây nguồn gốc. Tôi là củ khoai tây. Tôi là củ khoai tây nguồn gốc. Tôi là củ khoai tây. Tôi là củ khoai tây ngu ngốc. Tôi là củ khoai tây. Tôi là củ khoai tây ngu ngốc. Tôi là củ khoai tây. Tôi là củ khoai tây ngu ngốc. Tôi là củ khoai tây. Tôi What? Tôi là củ khoai tây. Tôi là củ khoai tây ngu ngốc. Tôi là củ khoai tây. Tôi là củ khoai tây ngu ngốc. Tôi là củ khoai tây. Tôi là củ khoai tây ngu ngốc.